Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại để nghe đọc truyện trên kênh của Vân. Quý thính giả thân mến, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư sinh năm 1922 tại xã Thanh Chi, huyện Thanh Trương, Nghệ An là một nhà báo độc lập, nhà nghiên cứu lịch sử, ủy ban thường trực hội đồng thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam. Thời kháng chiến chống Pháp, ông là cộng tác viên báo độc lập, năm 1962 làm việc cho ti Điền Địa Phú Yên. Tính đến nay, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư có khoảng 60 đầu sách đã xuất bản năm 2017, ông được Hội Sử học Việt Nam trao kỷ niệm trương vì sự nghiệp Sử học Việt Nam. Trong chuyên mục đọc truyện hôm nay, Vân xin mời quý thính giả cùng đón nghe hai chuyện ngắn của ông. Chuyện ngắn gì ghẻ con chồng và chuyện ngắn nguồn sống. Mời quý thính giả cùng đón nghe. Câu chuyện gì ghẻ con chồng Vất quyền vở lên bàn, làn chạy ngay vào phòng mẹ. Chị mình ốm đã một tháng nay, Thuốc thang chạy chữa mãi vẫn không khỏi Chị đương nằm mơ màng suy nghĩ thì Lan vào Thấy con chị nở một nụ cười âu yếm Lan của mẹ đã về đi à Lan dạ và hỏi Mẹ có đỡ tí nào không Có con ạ à. Mày ra mẹ khỏi được À còn đi rót cho mẹ chén nước Dạ Sau khi Lan ra khỏi rồi Chị mình thấy mệt lắm Hai mì mắt đã thâm đen lại rồi Nặng quá chị không tài nào gắng hưởng được nữa, chị nhắm nghiền mắt lại. Lan biết mẹ nhọc lắm nên càng lo, mặt bao giờ cũng buồn. nàng bưng chén nước, rón rén đi rất nhẹ. nàng biết rằng mỗi tiếng động nhẹ cũng đủ làm cho người ôm choáng tai rức đầu. thấy chị mình nhắm mắt, nàng tưởng là mẹ ngủ. Lan không dám đánh thức, vì nàng biết mỗi khi đau ốm mà ngủ được là may lắm. Lan rón rén ngồi vào bên cạnh, đưa tay lên sờ chán mẹ. Bỗng Lan tái mặt Sao lại có thể nóng đến như thế Nàng có cảm giác như vừa cầm miếng đồng nung xong Lan không tin lời nói lúc nãy của mẹ nữa Thì ra quá thương con Nên chị Minh phải nói dối Lan biết mẹ rồi sẽ ra sao Nàng bưng mặt khóc Nước mắt rơi đều đều xuống áo Lan mới 15 tuổi Nàng chưa có em Được cha mẹ yêu chiều Nhưng Lan không lấy thế mà ăn ở như những đứa trẻ khác Phần nhiều là mất dạy nàng chăm học Nhà không giàu có gì Nhưng bác mình nghĩ làm người cần phải học Bác cho con đi học không phải mong sau này trở nên cô giáo Hoặc bà tham, mở phán Nhưng bác cô cho con có một khối óc minh mẫn Đủ tư cách làm người Hơn nữa cho hơn bác Con hơn cha là nhà có phúc Bác thường nói thế Chị mình nghe tiếng khóc bừng mắt nhìn Sao thế con Mẹ ơi Lan cảm động Tiếng khóc lại thêm nước nở Chị Minh gắng gượng mãi mới đưa tay được lên đầu con Lan âu yếm nhìn mẹ Mai con không đi học nữa Con ở nhà với mẹ thôi Con cứ đi mà học Mẹ chưa đi nỗi nào đâu Mẹ cứ giấu con Thật vậy Chị Minh giấu con Chứ thực ra thì chị mệt lắm Chẳng lâu lai gì nữa chị sẽ chết Nghĩ thế lòng chị tát lại Phần thương chồng Phần thương con chị thấy tê tái cả người một cơn ho đưa lên bóp cổ chị mặt đỏ bừng như tiết chị đưa tay lên ôm ngực làn hốt hoảng nàng không biết làm sao chỉ còn cách ngồi ôm lấy mẹ mà khóc bác mình bưng chén thuốc bước vào thấy quang cảnh ấy bác không cầm lòng được mặt bác buồn như rau héo chị mình gượng mãi mới nói được anh đừng chạy chữa cho em nữa em biết lắm bệnh em trầm trọng quá có lẽ không thuốc nào chữa được Em đừng nói dại Em nói thật đấy Còn ít vốn liếng Để lại cha con nuôi nhau Em đừng nghĩ thế Còn đồng nào anh cũng chạy chữa cho em Sau này cha con anh phải ăn mày Anh cũng không ân hận chút nào Tuy chồng con hết lòng chạy chữa Chị mình cũng không thể sống được Số mệnh bắt chị phải chết Chị bỏ chồng, bỏ con Giữa lúc gia đình túng bấn trước khi hơi thở cuối cùng chị minh cầm tay chồng dặn em sắp chết đây anh ở lại nuôi con và thương yêu con đừng để nó phải đau khổ nếu trời không cho em sống nữa thì em về cho khỏe anh sẽ hết lòng làm theo lời em lúc bấy giờ lan quỷ bên giường ghé lại gần mẹ vừa khóc vừa hỏi mẹ mẹ dặn gì con không chị minh nhìn con chốc lâu như thu hết tàn lực chị nói với lan một hơi lan của mẹ con ở lại thờ cha con cho trọn đạo nhé con phải hết lòng trăm năm việc nhà cho mẹ được yên lòng nơi chín suối lan gạt nước mắt trả lời vâng con xin nghe theo lời mẹ một nụ cười khoan khoái thoáng trên môi héo tàn của chị minh hai mắt từ từ nhắm lại lan còn hỏi thêm mẹ dặn con điều gì nữa không nhưng lan ngạc nhiên vì không thấy mẹ động đậy gì nữa Nàng kêu to Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ! Lan ỏa lên khóc nước nở Thì ra chị mình đã từ trần rồi Bác mình đứng bên cạnh cũng khóc lên Ba hôm sau khi cất đám xong Lan đến trường xin thôi Cô giáo thấy nàng ăn bận quần sổ Áo vải khăn trắng Thì biết ngay là mẹ nàng đã qua đời rồi Vì hôm xin phép nghỉ Lan có nói là bởi mẹ ốm nặng Cô giáo cầm tay Lan nói Em Lan yêu mến của chị Em thôi học thật là một điều đáng tiếc Nhưng hoàn cảnh bắt em thế Chị cũng không biết làm sao Lan cúi mặt Nước mắt rừng rừng Thưa cô Còn về nhưng bao giờ con cũng tưởng nhớ đến cô và bạn con Cô giáo cảm động quá Không nói nên lời Cả lớp im lặng Mấy chục cặp mắt đều dồn về chỗ Lan và cô giáo Ba tiếng trống làm cho ai nấy như tỉnh giấc mê Cô giáo buông Lan ra và dặn Em lại nói chuyện với bạn Chiều em sẽ đến Chị có việc riêng muốn nói với em Dạ Cô giáo đi xa Còn Lan thì ôm lấy bạn mà khóc Chị em đều xúm xít hỏi Han Sao? Chị bỏ học à? Vâng Từ nay em sẽ phải ra các chị Lòng em mến tiếc vô cùng Nhưng hoàn cảnh bắt buộc thế Nga kém Lan 2 tuổi nghe bạn nói thì cảm động cầm tay mà khóc chị Lan ạ à, nếu ở nhà không có tiền cho chị học nữa thì để em về thưa với cậu mở em nuôi chị học bạn cho vui em nói chắc cậu mở em bằng lòng ngay Lan nghẹn ngào thương bạn em thành thực cảm tạ chị thật là các chị yêu em quá nhưng em không thể học thêm được nữa tại sao thế chị vì em phải về làm việc để giúp cha em đó là lời mẹ em chối lại lúc Lâm Chung dù sao em cũng không thể quên được nga cũng nức nở thế thì biết làm sao học trò vào ngồi đủ cả rồi cô giáo mới ung dung nói đấy các em xem lan đường vui vẻ học hành như thế mà bây giờ phải bỏ thật đáng tiếc các em có thương hại cho lan không cả lớp đồng thanh có ạ có ạ cô giáo biết họ đối với lan rất có cảm tình liền tiếp chị cũng muốn giúp lan Xong vì một lẽ riêng Chị đành chịu tiếng hẹp hỏi với Lan thôi Đợi cho cô giáo nói xong Nga đứng dậy thưa Thưa cô con cũng muốn giúp chị Lan Nhưng chị ấy không chịu Chẳng hay em giúp bạn bằng cách gì Con định về thưa với cậu mợ con nuôi chị ấy học bạn Nhưng có chắc cậu mợ em bằng lòng không Nga quả quyết Con nói thì cậu mợ con vui lòng ngay Cậu mợ con thương con lắm Cậu mợ con chiều con lắm thấy Nga ngây thơ và thật thả quá Cô giáo và bạn đều phải bật cười Ừ Em có lòng yêu bạn thế Chị khen đấy Nhưng tại sao Lan lại từ chối Chị ấy bảo ở nhà còn cha Phải về làm ăn phụng dưỡng Cô giáo thở dài não nuột Tội nghiệp Vài phút im lặng trôi qua Mỗi người nghĩ một đường Sau một lát cô giáo bảo Trường nhà Lan nghèo thì phải Tí đứng dậy thưa Dạ chị Lan nghèo lắm ạ à. Con ở gần con biết Và lại mấy lâu nay chạy chữa cho mẹ chị ấy tốn hết nhiều Đã phải bán cả đồ dùng để tiêu Nếu thế thì chị muốn cả các em nữa Kẻ ít người nhiều Giúp Lan làm vốn Các em nghĩ sao Chúng con bằng lòng cả suy đi tính lại một chốc Hợi đứng dậy thưa Thưa cô con chắc chị Lan không bằng lòng nhận Sao vậy Vì chị ấy ngay thẳng lắm Tuy nghèo nhưng chị ấy coi đồng tiền không quý đã nhiều lần chúng con ngỏ ý muốn giúp Nhưng đều bị chị ấy gạt đi hoặc cự tuyệt Để chị liệu Chiều hôm ấy Lan đến Cô giáo đưa cho một phong thư dán kín Bảo với nàng về nhà hãy bóc Lan cố hỏi có những gì trong ấy Nhưng cô giáo nhất định không nói Cứ bảo về nhà xem sẽ biết Không dám trái ý cô giáo Lan đành bỏ phong bì vào túi Chào mọi người rồi về Đến nhà Nàng vội bóc ra xem Lan hết sức ngạc nhiên Bạc đâu mà nhiều như thế này Nàng vừa lôi trong phong bì ra vừa đếm năm tờ bạc 5 đồng này Lại còn một tờ bạc 20 đồng nữa Vị chi cả thầy 45 đồng Sau cùng Lan lôi ra một mảnh giấy bằng bàn tay Chỉ vắn tắt có mấy hàng Em Lan Chị và bạn em biết em ngay thẳng quá Sợ trao tay cho em Thì em sẽ từ chối Nên bắt buộc chị phải làm như thế này Gọi là chút quà Chị và bạn biểu em Em cứ vui lòng nhận lấy Chúc em vui vẻ làm việc Bây giờ Lan không còn là một nữ học sinh đầu lớp nữa Mà đã trở nên cô bé bán hàng rất nhanh nhẹn Ngày hai buổi Lan gánh hàng ra chợ huyện bán Nàng không khôn ngoan gì hơn ai Trái lại còn vụng về Nhưng may mắn hàng hóa bán chạy Cửa hàng khách xung rất đông Nàng lại vui tính nói năng lễ phép Kẻ có mua hàng cho mình cũng như người trả rẻ Khi nào nàng cũng kính chiều như nhau không hát hủi ai Không tiếng bất tiếng chỉ với ai Vì vậy mà ai cũng mến yêu nàng Ngày nào cũng thế Mới tăng tảng sáng Lan đã phải dậy Thổi cơm và sạn hàng vào gánh Khi cơm chín Nàng mới thức cha dậy cùng ăn Rồi mới đặt gánh lên vai đi ra chợ Lan vất vả thật Nhưng chưa hề than thở với ai hoặc với cha Nhất là cha Nàng lại phải tỏ ra vui vẻ luôn Mấy hôm đầu Đặt gánh lên vai Nàng thấy đau ê nhưng dần dần rồi cũng quen Nàng thấy hàng hóa chạy thì sung sướng lắm Chưa về Bác mình đã nấu xong cơm luộc rau rồi Chỉ còn dọn ra ăn nữa thôi Tùy cơm hút nhút chua Mà bao giờ họ ăn cũng ngon Thấy cái cảnh hòa hợp và tình yêu mến Trong cái tổ ấm này Ta cũng phải thèm Thấy con làm ăn vất vả Bác mình thường lắm Bác cũng muốn tần tảo nọ kia để trong nhà đỡ túng Nhưng khi bác đem ngỏ ý định của mình cho con biết Làn nhất định không cho đi thì cha cứ ở nhà với con có được không Cha cứ lo trăm năm vườn tược là đủ rồi Đã có con buôn bán đủ ăn đủ tiêu Ta nghèo thật Nhưng cha con sum họp Sớm tôi có nhau Khi vui cùng hưởng lúc buồn cùng chia trả hơn hay sao Bác mình đành theo ý con Vì bác không muốn cho Lan buồn Nhưng suốt ngày quanh quẩn trong nhà Bác sinh ra buồn Phần lại nhớ tới vợ Nên mối buồn chẳng những không nguôi mà còn tăng lên Bác sinh ra chơi bời rồi bác lấy con bài chén rượu để tiêu sầu Lan thấy thế không nói gì cả Nàng biết cho mình buồn lắm Mà theo lẽ thường phần nhiều người Thì mỗi khi buồn lại đánh bài uống rượu cho khuây Chính nàng mỗi buổi chợ về Mua theo bè rượu cùng thức nhắm cho cha Nhưng ở đời cái gì rồi cũng quen Ngày này qua ngày khác Thói quen có thể thành một sự say mê Bởi lẽ đó nên sau mấy tháng Bác mình đâm ra nghiện ngập Bác không thiết gì đến việc nhà nữa ngày nào cũng thế. Sau khi con đi chợ về là bác ra đi, đi mãi tối thẩm mới về. Lan thấy vậy lo ngại lắm. Tuy nhiên nàng không dám phàn nàn, công việc hàng ngày vẫn một mình lo liệu. Cũng có nhiều lần nhân khi đêm khuya canh vắng, nàng lấy lời phải trái khuyên cha, nhưng khốn nạn thay người cha vẫn vô tình trước những lời van lơn chân thành của con. Lan hơi thất vọng, song nàng cứ cố mãi. Bác mình tưởng Lan khó nhọc nên bàn đến chuyện cưới vợ lẽ. Hay để cha tìm người về giúp con Cái đó tùy ý cha Nếu con bằng lòng Cha sẽ cưới gì con về Có gì con con sẽ đỡ vất vả Đó là điều mà cha bất đắc dĩ phải làm Chứ thực tình ra thì Cha chả muốn đào bòng làm gì cho dày ra Cha nói thế cũng phải Nhưng cha chờ con hết chở mẹ con đã Hôm nay Lan phải về trước Vì dì nàng ốm Nhưng thực ra có ốm đâu Dì Lan chỉ giữ đầu qua loa mà thôi vì hôm qua đi chơi về gặp nắng Lan đã nấu nước sông cho rồi Tuy vậy Dì nàng cứ kêu là ốm Không đến nỗi lìa rừng lìa chiếu như ta tưởng tượng Nhưng vẫn nằm lì ra đó Hớp nước cũng bắt bưng hầu tận miệng Lan vừa đi vừa nghĩ Mặt nàng buồn rầu rầu Lan lại tưởng nhớ tới người mẹ đã qua đời Thương mẹ bao nhiêu Nàng tủi phận mình bấy nhiêu Từ nay Lan mới hiểu ra rằng Tình mẫu tử là một cái gì rất thiêng liêng Rất dịu dàng mất nó dù người ta giàu có bạc triệu quyền thế như bậc đế vương Cũng không tài nào mua chuộc lại được nữa mất nó người con sẽ thấy lòng mình trống rỗng lạnh giá hiu quạnh lan có ngờ đâu đến ông nỗi này từ ngày cha nàng cưới vợ lẽ về đến giờ lan đã thành ra con đòi con ở dì nàng không hề động tay động chân vào công việc gì cả chỉ sớm tối trở vào trở ra thế thôi Lan không ngờ địa vị và hoàn cảnh Có thể đổi tâm tính người ta mau chóng như thế Dì nàng Con người đảm đang nhanh nhẹn Riêng năng trước kia Đã trở nên một con lợn Một con lợn nằm ăn cho béo Bác mình từ khi có vợ lẽ Thì rộng chân rộng tay Bác đi chơi bạt mạng Việc nhà bác không biết đến Những thảm kịch xảy ra trong gia đình bác không hay Thản hoặc có khi Lan đem ra kể lề Mong cha khuyên bảo gì đôi chút Nhưng bác đều gạt ngay đi Bác cho Lan còn bé Tính trẻ con hay xui xâm Lạ gì cái cảnh gì gả con chồng Có ai chịu thua ai đâu Lan nghĩ nhiều lắm Càng nghĩ càng không muốn bước Không muốn vào cái gian nhà đối với nàng từ xưa thân yêu Âm cùng bao nhiêu Bây giờ lại buồn tẻ bấy nhiêu Căn nhà ấy đối với Lan là một nơi lao tù Dù sao Lan cũng phải về đó Bổn phận bắt Lan phải về với cha Tuy rằng cha hát hủi mình Xem mình như cái xác Xong vẫn là cha Mặc cho Lan đi đến chân trời góc biển nào Cũng không kiếm được người cha đã hao tổn tâm huyết sinh ra nàng Nàng phải vui lòng nhận lấy cái số mệnh Mà tạo hóa đã giao cho Phải làm việc để nuôi cha Không được phàn nàn ta thán Lan không có quyền quay gót đi xa Lúc lâm chung Người mẹ hiền đã dặn nàng những gì Nàng hứa thế nào Lan vẫn nhớ Đang liên miên nghĩ ngợi Thì một tiếng hỏi làm cho nàng giật mình Sao hôm nay về sớm thế cô Lan đó là một người láng giềng rất yêu Lan Bác Tẹo đi đâu đây Hôm nay gì tôi nhọc Nên tôi phải về sớm Bác thấy em Tâm đi học về chưa Chưa trời còn sớm kia mà Tôi chỉ sợ chưa quá Tâm là con riêng của dì Lan Năm nay lên 10 Được dì nàng thương yêu Nâng như nâng trứng Hứng như hứng hoa Quần áo tốt lành hơn Lan Tâm được đi học Tuy nhiên Tâm không giống mẹ tí nào cả Tâm nhu mỉ nết na Thương Lan Cậu kính trọng Lan như chị ruột Thấy mẹ hành hạ chị Tâm cho là vô lý Nhiều khi Tâm kiếm điều phải trái để gợi lòng mẹ yêu Lan Xong những lần đó Cậu không bị mắng nhưng thất vọng Còn ấy thì có thiên lôi nói được với nó Không tát vào mặt nó thì đời nào nó chịu làm Chị ấy vẫn vui vẻ làm việc đi chứ Thôi đừng nói nữa Mẹ không muốn con chơi với nó đâu Nhưng chị ấy quý lắm Quý gì thứ nó Nó có dao găm không biết chừng đấy Mặc cho mẹ dặn Tâm vẫn chơi với Lan Mối tình đàm thắm giữa hai đứa trẻ không hề lai truyền Chúng vẫn chuyện trò lén lút Lan vừa đặt gánh xuống thềm Từ trong nhà đã có tiếng hỏi đưa ra Sao đến bây giờ mày mới về Làm người ta chờ mỏi cả mắt Mày không biết tao ốm à Trời còn sớm đi gì ạ à? Mày còn cãi hử Mày xem bóng đã đến 1-2 giờ chưa Em Tâm đi học chưa về chưa đến 11 giờ Hết lý Dì Lan phải xoay chiến lược À con này to gan nhỉ Mày dám cãi thế hử Chứ đàn bà con gái mà mồm năm miệng mười thì hư Ăn mày Còn có dám cãi gì đâu tôi im đi Tôi van chị Tôi vẫn biết chị ra mồm rồi Tôi ốm đây Chị mua cho những gì thì đưa tôi xem Lan cầm miếng thịt bò còn tươi tròn chót đi vào Dì nàng cô chống tay nhòm đầu lên nhìn Cầm miếng thịt người mày mua thịt ôi cho tao ăn à mày định làm cho tao thổ tả ra mà chết hử dì nhìn lại cho kỹ thịt còn tươi lắm đấy họ đưa đến là con mua ngay thôi đừng chém miệng đi nữa mày đem đi hỏi khắp thiên hạ hàng xóm xem có ai bảo là thịt còn tươi không ốm như thế này muốn ăn một miếng cũng không nên dì nói thế chứ thịt quả còn tươi cầm mày bảo tao nói vui cho mày hử mày ngửi xem nào vừa nói vừa đưa miếng thịt cho lan nàng người vẫn không thấy mùi thịt ôi gì cả con có dám thế đâu nhưng thịt tao đã bảo cơm. lan hồ tủi quá nàng khóc lên à mày định vui cho tao hử mày định làm vạ cho tao hử muốn khóc cho khóc nốt dì nàng giơ tay lên đánh lan nhanh ý tránh được vì dùng sức quá mạnh và lại đánh hụt thành ra mất đà dì nàng va tay vào thành giường đau điếng trời ơi con cái như thế này để làm gì mà không đánh cho chết Anh Minh kìa Anh để con Lan nó cưỡi cổ tôi à Con gái 15-17 mà đánh đua như thế hử anh Tôi dù là con ăn mày Lấy anh nó cũng phải coi là mẹ nó chứ Thấy chồng không động đậy Lại hét vang Anh Minh ơi là anh Minh Bác Minh còn ngủ Nghe thấy vợ lẽ gọi mình thì choàng dậy Vì đêm qua bác đánh bài đến sáng mới về Nên hôm nay buồn ngủ quá Bị làm dở giấc Bác điền tiết Mặt hầm hầm như con ác thú Chẳng hỏi han đầu đuôi Anh nhảy từ trên giường đưa tay tát Lan Lại cha tha cho con Có phải tại con đâu Trời đất ơi Mẹ ơi là mẹ Khổ con quá Cấm cái mồm Cút xuống bếp Từ giờ mà còn như thế thì ta sẽ xác mày ra Lan biết kêu van cũng vô ích Nàng chạy tọt xuống bếp Bưng mặt góc nước nở Lúc ấy Tâm vừa đi học về thấy tình cảnh lan như thế cậu đau lòng lắm nhưng cậu cũng như lan chỉ là con không đủ quyền can ngăn cha mẹ tâm đặt sách lên bàn rồi lẻn ra cửa sau đi xuống bếp cậu thấy lan còn khóc thì ái ngại vô cùng cậu đứng sau lan nhìn nàng nước mắt ràn rụa không thể nói nên lời bỗng trên nhà lại có tiếng thét mày để chúng tao chết đói hở lan mày có biết tao ôm mấy ngày rồi không lan ngẩng và quay đầu liền gặp tâm đang nhìn mình hai gò má đẫm nước mắt Lan ôm chẳng lấy em Rồi hai chị em cùng hòa nhịp khóc nức nở Em Chị Nghẹn cổ chúng không nói nên lời Sự yên lặng Tiếng thổn thức của hai trái tim đã thay lời nói cho chúng Nhưng hai đứa trẻ phải rời nhau ra Chúng rời ra là vì bổn phận Là vì muốn cứu vớt nhau Chứ thực tình Chúng còn muốn khóc nữa Khóc để tỏ cho nhau biết tình thân yêu Thường trong nhà chỉ có cha con Vợ chồng, chị em nhưng chúng ta vẫn thấy hai hạng người khác nhau chủ và đầy tớ lan không được ngồi ăn với cha dì và em dì nàng viện lý rằng lan phải dọn dẹp lấy đồ ăn thêm và khi có khách vào phải đi đuổi chó và nhiều lẽ nữa nên ăn sau cho tiện đó chỉ là bề ngoài chứ thực tình thì dì nàng không muốn cho lan ngồi cùng mâm với mình than ôi lan có tội tình gì cho cam nhưng đối với lan sự ăn riêng như thế có hai điều lợi Điều thứ nhất là bổn phận nàng phải ân cần săn sóc cho cha lúc ăn uống Điều thứ hai là khỏi phải nhìn thấy kẻ thù trước mắt Kẻ đã làm tối tăm đời nàng Tâm thấy mẹ mình làm như thế cho là vô lý Cậu thương Lan Vì thế nên thỉnh thoảng cậu chỉ ăn một bát con rồi thôi Bảo là còn no Nhưng kỳ thực Cậu định chốc nữa xuống ăn với Lan Thật tư tưởng của trẻ con có khác Quá ngây thơ và buồn cười Thấy thế Lan cảm động lắm Lại càng thương em vô cùng nhưng nàng chỉ lo cay cái, cái Em đừng làm thế Nhỡ gì biết thì bị đòn Mà lại nguy cho chị nữa Miệng em có lòng thương chị là đủ rồi Chị đừng ngại Vài ngày một lần Mẹ em không biết đâu Tùy vậy Lan vẫn lo cho em và cho mình Thì tai nạn cũng chẳng lâu la gì Chỉ vì sợ Lan có mua gì ăn riêng Nên hôm ấy dì nàng đi xuống bếp Thầy Tâm ngồi ăn với Lan Mụ đùng đùng nổi giận Chạy ngay lại cầm tay con kéo dậy Chiếc bát rơi đánh xoàng, Lúc đó cả mâm cơm dành riêng cho Lan bị đổ xuống đất Đùa bát đồ làng choàng Đàn chó dành nhau ăn Lan điếng cả người Chưa kịp nói nửa lời Đã bị dì nàng nắm lấy đầu tóc Tay kia cầm đôi đũa cả đánh như mưa Mày quyến rũ con tao Mày quyến rũ con tao Mày giết tao Ai xui cho mày thế Lại gì vạn lại Lại gì trăm nghìn lại Chưa Từ nay thì chưa Cơ xin chưa lại gì Còn tao là con ngọc con vàng Mày dám quyến rũ nó hay sao Hai chiếc đũa cả như muốn băm vằm cho nát đầu lan ra Nàng kêu trời kêu đất Tâm thấy thế khóc to lên Rồi tình thân ái quá bồng bột Mất cả trí não Cậu ôm chầm lấy Lan Cùng chịu đựng những roi đau như chị Chiều hôm đó Lan lên cơn sốt nặng Một mình nằm dưới bếp Mê man chẳng biết chi là trời đất Bác Minh đi từ trưa đến tối vẫn chưa về Bác cũng chẳng nghĩ gì về nhà cửa nữa Đến chút con riêng Vợ bác thầy Lan nằm rên khử khử Lại tưởng là nàng giả vờ Chẳng để ý đến mà lại còn nói một cách vô nhân đạo Đáng kiếp Mày chết cũng chả ai tiếc Mày chết cho rảnh mắt tao Lời nói đó Lan không nghe Nàng còn sức lực đâu nữa mà nghe Nhiệt độ trong người đã lên đến cực điểm Mặt nàng đỏ hơi hơi Mồ hôi đầm đìa như dưới nước lên Lan ốm thật Xong nào có ai biết đến ngoài tâm ra Sau giờ phút đau thương Tâm hối hận vô cùng Cậu oán ghét cả mẹ Những sự chiều chuộng nâng niu đối với tâm Bây giờ chẳng có nghĩa gì Nếu mẹ cậu quả có lòng thương yêu con cái Thì Lan cũng là con Sao không nghĩ đến nàng Tuy không phải mang nặng đẻ đau Nhưng mẹ đẻ cũng như mẹ nuôi Nếu như Lan là đứa con hư Mẹ cậu làm như thế cũng phải Tâm nghĩ đến sự sung sướng của mình bao nhiêu lại do so thương lan bấy nhiêu, cùng con cái cả, lẽ gì kẻ ăn trước người ăn sau, lòng nhân đạo của loài người đâu. Hết canh một, Lan thấy trong người đã hơi mát, nàng nằm nghĩ tới chuyện vừa qua, Lan thấy tê tái cõi lòng. Lúc đó nàng mới nghĩ tới việc đi trốn. Ừ, ở lại làm gì cho thêm khổ. Nàng đi ra bây giờ không đến nỗi chết đói. Công việc hàng ngày nàng làm đã quen, mà biết đâu lại không gặp sự may mắn. Có thể đem hạnh phúc đến cho nàng Liền đó Nàng thấy có ánh lửa trên nhà đi xuống Lan tưởng là gì nàng Nên vội nhắm mắt lại Nhưng có tiếng chân người bước nhẹ nhẹ lại gần Rồi một bàn tay nhỏ nhắn đặt lên trán nàng Cùng lúc đó Một tiếng thở dài não nuột buông theo Chị Lan Chị Lan Lan mở mắt Cậu thấy Lan đã tỉnh thì mừng lắm Nhưng khi nhìn thấy những làn máu đen Ở hai bên thái dương nàng Thì cậu thấy ngượng chị rộng lòng tha thứ cho em em có tội gì mà chị tha thứ đó là vì em thương chị nên mới thế nhưng mẹ em đâu mẹ em đi chơi với bà phó rồi chị thấy bớt chút nào không có bớt em ạ lúc chiều chị làm em mất cả hồn vía em gọi mãi chị vẫn không nói mà lại nóng như lửa em cho chị xin bát nước vâng à chị lan ạ gì thế em có bát nước lá hương nhu em bỏ lúc chiều Định để chị uống nhưng gọi không được Nóng mà uống nước này thì chóng khỏi Thế cũng được Em thương chị quá Tầm dậy bưng bát nước cho Lan Nàng cố gượng uống hết Mồ hôi ở đầu bỗng chảy ra đầm đìa cả mình mẩy Lan Tâm vội vàng lấy khăn lau cho chị Nhưng khi trông thấy mấy dấu soi Thì cậu lo lắm Chị có thấy đau nữa không Cũng đã nhẹ Tuy nói thế Xong Lan thấy đau lắm Mỗi lúc chạm tay vào là đau chói như ai lấy kim đâm Tâm lại móc túi lấy lọ dầu xoa cho chị À, tí nữa thì em quên Cái gì thế em? Em lấy cơm chị ăn nhé Chị không đói Ban trưa chị ăn có mấy hột Bây giờ nhịn thì đói lắm Chị gắng mà ăn chứ Nhưng chị không muốn ăn Chị gắng ăn vài miếng cho em đỡ lo Bị tầm ép Và lại thương em Lan phải cố nuốt vài miếng Tâm an ủi chị Rồi mới sách đèn lên ngủ Bác Tẹo có người con gái lấy chồng đi lính ở tỉnh Chị này trước khi lấy chồng Thường chơi với Lan rất thân Yêu nàng như đứa em ruột Nhưng từ khi theo chồng ra tỉnh Chị ít về chơi Xong mỗi khi về Chị mua quả cho Lan và ngồi nói chuyện hàng giờ Đã gần một năm Hôm nay chị ấy mới về quê chơi Chị hỏi thăm Lan Bác Tẹo buồn rầu kể qua tình cảnh Từ mấy tháng nay của Lan cho em nghe Chị Huân Tên người em bác Tẹo Cảm động thường xót đến chảy nước mắt Bác Tẹo nói tiếp Và hiện giờ Lan Đương ốm Thật thế hỏi chị Vâng Chị Huân vội vàng mang ít quà mới lạ sang thăm Lan Chị được tự do nói chuyện Vì cả nhà đi vắng Khi chị Huân vào Lan Đương nằm mơ mà nghĩ ngợi Thấy Lan hốc hác Mắt chõm vào Mình mẩy gầy mòn Tay chân khẳng khiu Chị giật mình thương hại chị chạy lại bên giường lan trời ơi sao đến nông nỗi này hở chị chị ạ à, em chết mất thôi em ốm mấy hôm rồi hơn ba hôm thế không ai chạy chữa cho em ư không cha em đi chơi suốt mấy ngày bây giờ về thì ngủ mê mệt còn gì em thì có thương em đâu thế em chưa uống gì cả đã em tâm nó có kiếm các thứ lá thường thường cho em uống tâm nào tâm con riêng gì em nó thương em lắm chị huân nghĩ một lát rồi nói thôi em chịu vậy ít hôm để rồi chị mua thuốc cho em chớ vội chán nản mà bệnh nặng lên đấy chị có mua cho em mấy thứ quà đây chị huân vừa nói vừa mở bánh đưa cho lan em ăn được đấy bánh này chị mua ở hiệu tàu lan cảm động như muốn khóc chị ơi sao trời không cho em một người chị ruột như chị thì đời em không đi nỗi khổ sở như thế này Chị Huân dỗ sành Em đừng nghĩ vơ vẩn nữa Cứ bình tĩnh cho mau khỏi bệnh là hơn Chị về chơi có lâu không? Chị sẽ ở lại chơi một tuần lễ rồi mới ra Thỉnh thoảng chị lại chơi với em nhé Em nằm một mình buồn tẻ quá Được, chị sẽ đến với em luôn Nhờ sự chăm nom chu đáo Những thầm lén của chị Huân Nên hôm nay lan khỏi rồi Nàng ăn đã thấy ngon miệng Đêm nằm ngủ không bị những giấc chiêm bao rùng dọn đến ám ảnh Xong trông nàng thiểu não quá Lan ốm vừa chọn 10 ngày May mà có chị Huân và Tâm săn sóc đến Chứ không thì chưa biết đến thế nào Chị Huân ngồi im lặng nghĩ ngợi Thỉnh thoảng nhìn Lan như muốn nói chuyện gì Nhưng cứ ngập ngừng rồi lại thôi Lan không để ý đến Nàng hỏi Tại sao gì ghẻ chẳng có mấy người tốt chị nhỉ chị cũng chẳng hiểu biết gì hơn em theo chị có lẽ tại người cha mà ra cả chị nói phải chị tại cha em không thương em như trước nên em mới phải chịu cực chịu khổ như thế này hai người ngồi im một lát sau lan hỏi vậy có cách gì làm cho cái bà gì gài tình ngộ được không chị có chứ điều thần diệu nhất là mình cốt ở cho tốt em xem như thầy mẫn tử khiên ngày xưa thì rõ chỉ có lòng hiếu thảo mới đủ năng lực vật đổ một tấm lòng độc ác của bà dì ghẻ Em đã hết lòng chiều chuộng gì em Xong đâu vẫn hoàn đấy Em chẳng hy vọng một ngày kia gì em sẽ yêu em Em thấy chán đời quá Nhiều lần em muốn nhảy xuống sông Hoặc trốn đi biệt xứ cho xong Đó là vì quá đau khổ nên em nghĩ thế thôi Chứ đời đối với em đâu đến nỗi đáng chán Xung quanh em còn vô số người tốt Thương yêu em Giá không thể ở lại được Thì em theo chị gia tình Chị sẽ tìm việc cho em Chờ khi nào cha và dì em tỉnh ngộ em sẽ về Đành rằng theo chị ra tỉnh thì đỡ khổ Nhưng bỏ cha mà đi em không yên lòng Em nghĩ thế là phải lắm Nhưng bất đắc dĩ mà em phải đi Em xa nhà Nhưng linh hồn em bao giờ cũng gần cha em Nếu em bằng lòng thì sắm sửa đi Hôm nay chị ra tỉnh thu xếp công việc cho em Ba hôm nữa chị sẽ về đón Làm như thế không ai có thể nghi cho chị được Chị để cho em nghĩ kỹ đã Sau khi Lan đi rồi Bác Minh hối hận vô cùng Bây giờ bác mới tỉnh ngộ Thì ra đã mấy tháng trời Bác không đoái tươi con Bác chỉ vui bầu vui bạn Đem thân bước vào trong vòng trụy lạc Bác nằm ôn lại những chuyện xảy ra trong nhà Bác mới biết là vợ lẽ mình đày đọa Lan Bác thường còn vô cùng Bác nhớ tới lời vợ lúc lâm chung Em sắp chết đây Anh ở lại nuôi hộ và thương yêu con Đừng để nó đau khổ Thì ra bác đã dối vợ Đã phụ bà kẻ dưới suối vàng Rồi trái tim bác rung động thổn thức Em Minh ơi Anh thật là muôn vàn đắc tội với em Từ nay anh sẽ hối cải Anh sẽ trở về với con anh Mai đây anh xin đi tìm nó về Anh sẽ đùm bọc nâng đỡ nó Em có linh thiêng Xin phù hộ cho anh mau gặp con Lần đầu tiên Lan ra tỉnh những cảnh đẹp lạ lùng ở chốn phổn hoa không đủ làm cho nàng đỡ buồn chị huân hiểu thấu tâm sự của lan nên cố tìm cách gợi chuyện cho nàng khuây khỏa nhưng khi lên giường nằm lan không sao nhắm mắt được nàng nghĩ liên miên nàng thấy sợ nàng cho sự trốn đi này là trái ý mẹ lan có cảm giác như mình là một tội nhân vượt ngục nàng thấy cần phải trở về không thể phụ lời ủy thác của mẹ được nàng nghĩ mãi rồi ngủ lúc nào không biết Ôi biết bao là cảnh rùng rợn Mà Lan đã trải qua trong giấc ngủ Lan sợ quá Giật mình tỉnh dậy Lấy bút chỉ viết mấy chữ để lại Chị Huân Em thành thực cảm ơn chị đã quá thương em Nhưng em không thể ở lại được Xin chị hiểu nỗi lòng cho em Chào anh chị và các cháu Em của chị Lan Đoạn nàng mang khăn gói lên đường Đồng hồ ở nhà thờ gần đấy điểm 2 tiếng Lan thuê xe tay đi 10 cây số Rồi mới đi bộ về Sự lo ngại càng thăng lên cực điểm Nàng biết là về đến nhà Tất bị một trận đòn nên thân Lan muốn quay trở lại Nhưng không được nữa Mặt trời gần đứng bóng Thì nàng đã về đến làng Về phía bến nước có một người đàn bà chạy đi chạy lại trên bờ Miệng la om sòm Nhưng không có ai ở đó cả Lan cắm cổ chạy vụt lại Thì nào có ai ngờ người kêu cầu cứu đó lại là gì nàng trên bờ trong chiếc nón có mấy quyển vờ lan biết là tâm bị nạn nhìn xuống sông nàng thấy em chìm dần dần tuy đã mỏi mệt và vừa ốm dậy lan nhảy tòm xuống sông nàng lặn rồi lại nổi lên cố tìm tâm nhưng không thấy nàng hơi thất vọng nhưng cứ cố lặn xuống tìm mãi một lát sau lan lôi được tâm lên vì mới uống mấy ngụm nước nên tâm chưa đến nỗi nào Dì Lan, con người độc ác trước kia Không ngờ trong giây phút đã trở nên hiền lành Ôm chầm lấy Lan Tay vẫn bổng tâm Quần áo ướt lướt mướt Lan ơi, con ơi Người dì nói Còn hiếu thảo biết chừng nào Từ trước đến giờ Dì có mắt cũng như mù Có tai cũng như điếc Dì đã làm khổ con nhiều Bây giờ dì hối hận lắm Nếu không có con thì em tâm còn đâu nữa Còn thương dì mà tha thứ cho dì từ nay gì sẽ thương yêu con Con sẽ là con của gì? Câu chuyện Nguồn sống Chương 1 Giờ vĩnh biệt Một buổi chiều tối về mùa đông Trời đen như mực Mưa rầm rét mướt Ngoài hiên gió thổi Thỉnh thoảng lọt vào khe cửa vù vù Im lặng một thứ im lặng huyền ảo như phủ màn tang trong gian nhà nhỏ hẹp ngọn đèn dầu lạc le lói chiếu ra một thứ ánh sáng chập chờn mờ nhạt trên chiếc giường phủ chiếu lác bên lò than đỏ hồng cụ phủ tân nằm mơ màng nhọc mệt cụ ốm đã gần năm tháng trời thuốc thang chạy chữa mãi mà không khỏi trông cụ thiểu não quá bộ mặt hốc hác đôi mắt dâu hoáy như hai lỗ đáo bộ dâu quai nón đã điểm tuyết bạc Bọc chiếc hàm mà ta chỉ thấy là một vảnh xương Bên giường hai cậu con Thanh và Lam Đứng vòng tay lo lắng Thỉnh thoảng nhìn lên mặt cha Rồi trông nhau lắc đầu như muốn nói Hỏng mất Thanh năm nay đã 17 tuổi Người to lớn khỏe mạnh Đôi mắt tình anh Mặt sắn sỏi đĩnh ngộ Tỏ ra là một thanh niên quắc thước Vì nhà nghèo Cậu chỉ đậu được bằng sơ học Pháp Việt Rồi cậu phải gác bút xếp sách Đảm đang lấy việc gia đình Còn Lam chỉ là một đứa bé lên 10 Yếu ớt Nhưng không kém khôi ngôi tuấn tú Năm nay cậu học lớp 3 Sắp thi yếu lược Mọi việc ăn học đều nhờ anh Vì cha đã già, mẹ mất sớm Cụ phụ trở mình Hai con bỏ thêm củi vào bếp Cụ đưa mắt nhìn con Thành và Lam biết ngay là cha muốn gì Hai cậu vội lại ngồi sát bên cạnh Im lặng chờ Cụ nhìn con không chán rồi trên đôi má Những giọt lệ từ từ rơi xuống chiếu Thấy cha khóc Hai cậu không cầm lòng được Ngoài ra gió thổi vào ngàn thông Thỉnh thoảng rít lên Nghe não nùng như tiếng kêu than Của một u hồn không nơi nương tựa Đang bơ vẩn giữa bãi tha ma Bỗng một con cú mèo từ đâu lạc tới Đập cánh vào trước cửa Kêu lên mấy tiếng ghê rợn Làm cho ai nấy thất kinh Lạnh buốt tới xương Cụ phủ lấy tàn lực nói với con các con có nghe gì không đó là báo hiệu giờ cuối cùng của cha sắp đến cha ơi thanh và lam cùng kêu lên rồi gục đầu bên mình cha mà khóc nức nở các con đừng khóc nữa số mệnh đã định nào ai tránh khỏi cha chỉ tiếc rằng khi cha nhắm mắt rồi các con sẽ không biết nương tựa bảo ai các con hãy ngồi yên để cha nói với các con câu chuyện thanh và lam kéo thân áo lau nước mắt ngẩng đầu cung kính nhìn cha Cụ phủ như bị kích thích Bởi sự cam hờn huyền bí Cất giọng nói một cách đành thép Và rõ ràng như lúc khỏe mạnh Cha cả con cũng nghe nói cha trước kia Cách đây 15 năm Là một vị quan phụ mẫu Ngồi nghiễm nhiên trong cung đường Tuy rằng cha đã bước một bước dài Từ cái ghế anh đổ xác Đến bộ ngựa một ông quan của triều đình Cha vẫn không thay đổi lòng ngay thẳng Thành khiết mà tổ tiên đã truyền lại cho cha Cha không thể uốn lưng Nhắm mắt trước những sự bất công phi lý Cho nên bị vương oan Cha phải treo ấn tử quan Về đây vui thú điển viên ra về với hai bàn tay trắng Đó là phần thường của kẻ làm quan thanh liêm Cha vẫn vui vẻ Nhưng điều làm cho cha chán nản Là cái thế tỉnh đen bạc Khi cha còn làm quan Thì kẻ đón người đưa Bảo tham gia hỏi Nhờ vào nọ kia Nhưng cha không lấy thế làm điều vẫn vui lòng vì cha nghĩ nhân nghĩa là hơn nên không nghĩ tới chỗ tiền tài đến khi cha đã ra khỏi trốn quyền môn thì không để lâu họ dở mặt ngay những kẻ tình xưa nghĩa cũ lúc trước giả cách làm quên đi không ngoảnh lại họ hàng bà con cũng lạt lẽo ít sự vãng lai thế là cha bị người ta ruồng bỏ khinh rẻ tuy nhiên cha còn có vợ có con ừ chính lúc đó thanh mới lên hai con ạ à. Cha mẹ cho sự lãnh đạm đó là thường Chỉ lo làm sao cho cái thanh danh tiên tổ Không hề hoen ố là được Sau 7 năm trời cực nhọc Thành lên 9 làm lên 2 Mẹ các con từ trần Để lại cho cha cái trách nhiệm nặng nề Là phải nuôi nấng các con Ôi 8 năm trời Gà chống nuôi con Cha đã phải chịu nhiều điều cực khổ Nói đến đây Cụ phủ ngừng lại vì thương tâm quá Cụ bảo Thành rót chén nước Một lát sau cụ cầm tay thành nước nở nói thành ơi khi mẹ còn chết thì còn có cha chứ bây giờ thì không biết nhờ ai vậy cha chỉ có trông cậy vào con thành nước nở nói không già tiếng xin cha cứ dạy cha gửi cái tình thương lại cho con để con san sẻ cho em con hãy chịu thương chịu khó cho em nó được học hành sự học cần thiết lắm con ạ à. con bây giờ sở dĩ biết được điều phải chăng ở đời cũng là bởi có học ít nhiều cái nghèo của ta là cái nghèo gia truyền quý báu tổ tiền ta đã không vì thế mà sao nhãng việc học vậy còn rồi đây cũng như trong lúc này phải chống chọi cái khổ nhưng cha muốn rằng con cứ trầm tĩnh như cha mà tính toán mọi việc đùm bọc lấy em con con muốn làm tròn cái trọng trách ấy thì sau khi cha mất rồi cả con phải rời đi nơi khác hiện cha có người bạn làm việc ở tòa sứ vinh với cha là đắc tỉnh lắm nguyên hồi cha còn làm quan Ông ta có nhờ cha vận động cho cái chân trong bản giấy Vì cha xe xa cũng là người tốt Rồi ông ta được thăng lên chức thông phán chính ngạch Còn liệu vào đó Nhờ ông ta tìm việc cho Và để em làm tiện việc học hành Thành gạt nước mắt thưa Nếu trời Phật không cho cha sống lại với các con Thì xin cha về cho khỏe Con xin hứa với cha là sẽ làm việc Để cho em làm con được học đến nơi đến chốn, Con sẽ hy sinh hết thảy Để cho em con thành công Xin cha cứ yên lòng Cụ phủ lại cầm tay Lam Từ nãy đến giờ vẫn ngồi nghe mắt đẫm lệ Con ơi Từ đây con phải chịu đắng cay của đời Nhưng không hề chi Con đã có anh con Anh con sẽ thay cha mà chu toàn cho con Vậy con phải kính trọng Vâng lời anh con như con đã đối với cha từ mấy năm nay Con phải nghĩ đến sự khó nhọc của anh con mà chăm lo học hành Con xin nghe lời Cha và kinh mến anh con suốt đời. Cụ cầm tay hai con, đặt vào nhau rồi nói. Cả con phải thương yêu nhau và đừng rời nhau ra. Phải luôn luôn khang khít như trước mắt cha lúc này. Thanh và Lam đồng thanh thưa. Xin cha cứ yên lòng. Cụ phủ tân nở một nụ cười thỏa mãn và thở hơi cuối cùng. Hai đứa trẻ bổ côi khóc lên thảm thiết giữa đêm trường tịch mịch. Trường 2 Trước ngày lên đường sau khi tống táng cha xong rồi Thành nghĩ ngay đến việc vào Vinh tìm người bạn của cha Với lòng hiếu đệ và sự tận tâm của cậu Thành hy vọng thế nào cũng được người ta giúp đỡ Nhưng cậu còn mấy xào lúa làm mướn đến mùa mới chín Và Lam cũng phải học cho đến kỳ ấy để đi thi Bởi thế Thanh phải hoãn lại Chờ đến tháng tư năm sau Trong lúc chờ đợi Cậu đủ thì giờ để thu xếp mọi việc Cậu bán túp nhà cho ông Lý Cựu Về làm nhà tre cùi Lùa má đồ đạc đều bán lấy tiền cả Dì có thửa vườn mà cụ phủ bảo là tổ tiên để lại Đến nay đã ba bốn đời Thì cậu không bán Cậu coi như là một vật vô cùng cao quý Không dám khinh phạm Cậu bàn với em Tuy em còn bé Và cậu đủ toàn quyền hành động Nhưng không bao giờ cậu quên hỏi ý em Cho một người láng giềng ăn cày Trả cho cậu ít nhiều tiền thời vụ Mấy tuần trăng đã qua Nay mọi việc đều xong cả làm lại vừa đậu đầu khoa thi này Cậu được phần thưởng tính ra hơn chục bạc Vừa sách giấy vừa bút mực Thật là một tin mừng nó đem lại sức hoạt động Và chỉ phân đấu cho hai anh em Thanh Lam Hai cậu định ngày mai là lên đường Mọi đồ hành lý đều đã sửa soạn chu tất Nhưng trước khi từ giá khu vườn thân yêu và quý trọng này Mà ngày trở lại phải là khi Lam đã công thành danh toại Hai cậu không quên giao mộ cha mẹ lại tạ Ta đi tới mộ cha trước chứ anh Ừ, vì bây giờ ta đi qua đó hai anh em chỉnh tề trong bộ tang phục tay sách lễ vật thẳng tới mộ địa Dọc đường tâm linh các cậu như mải nghĩ tới việc gì nên chẳng ai nói với ai cứ trầm ngâm rảo bước bóng chiều đã phủ cả cánh đồng còn sót lại từng luồng sáng vàng nhà xuyên qua ngọn cây thỉnh thoảng làn gió nam lướt qua đem lại mùi hương ngào ngạt của hồ sen gần đấy một lát sau hai anh em đi tới bãi tha ma Tìm đến một ngôi mộ đất còn mới Điểm vài ba ngọn cỏ lơ thơ Thành đặt gói lên bụi lách Mở ra lấy một thỏi vàng Một nén hương Cùng kính đặt lên mộ Đánh diêm đốt hương rồi hai anh em cùng quỳ trước mộ Dâng hương ngang chán Miệng khấn lầm bầm Sau 15 phút Thành cầm nén hương trước mộ Cầm tay lam Hai anh em cùng gục đầu khóc thảm thiết Vẳng trong cánh chiều hôm Làm cho khách qua đường phải dừng chân cảm động Hai anh em gạt lệ đứng dậy Men theo bờ ruộng Đi về phía mộ bà phủ Rồi cũng đốt hương, cũng khấn Cũng khóc lóc như trước mổ cha vậy Khi Thanh và Lam ra về Thì mặt trời đã lặn Màu đỏ hồng ở phía tây đã đổi ra màu tím Ngồi sao hôm đã lấp lánh phía đông Về gần đến nơi Thì vừa gặp lúc hai anh em nhà ở kia Vì sự bất hòa mà đến nỗi đánh nhau Dâng rủa nhau Và la om sòm Kẻ qua người lại ai cũng mỉa mai chê cười sụp mạ thật là vô phúc đốn mạt thành và lam dừng lại nghe và sau khi biết đầu đuôi câu chuyện lam ôm chầm lấy anh nói trong tiếng thổn thức anh ơi anh thương em mà đừng làm như họ anh nhé em sẽ không bao giờ hư đốn thành cảm động quá kéo em vào lòng mặt đầy lệ em cứ tin ở anh chương ba bước đường đi trời vừa sáng lờ mờ Thanh đã trồm dậy nhóm lửa nấu cơm Chứ không đánh thức Lam Vì cậu muốn khi nào cơm chín sẽ hay Và lại hôm nay phải đi bộ Sợ em ít ngủ thì chóng mệt Nhưng Thanh không ngờ Trong khi mình hy hoài nấu cơm Thì Lam cũng đã dậy Xa sân rửa mặt Rồi chạy lấy chiếc mò cau rửa giấy sạch sẽ Để trông nữa đùm cơm mang theo dọc đường Anh em các cậu nghĩ thật là chín chắn Cơm nước xong Giao trả những đồ lề cho các chủ mua thanh và lam mang khăn gói lên vai nhìn lại khu vườn một lượt nữa rồi lên đường trông qua ta tưởng là hai đứa ăn mày vì thanh nghĩ kỹ muốn khỏi bị cướp giật mất bạc nên bảo em chọn bộ quần áo rách hơn để mặc cho người ta không nghi ngờ gì cả thanh và lam từ dã quê hương nam định lần theo con đường thiên lý thẳng vào vinh tuy có tiền nhưng họ không muốn đi tàu vì muốn vừa đi vừa chơi ngắm xem phong cảnh nếu đi tàu thì như là gió bay qua Chỗ nào vui đẹp muốn dừng lại xem cũng không được. Lúc mới ra đi, vì thích chí nên hai người đi hàng hái lắm, mỗi giờ đi được gần năm cây số. Đi bộ non 30 cây thì mặt trời đã đứng bóng, nắng như thiêu ra đốt thịt, trời không có qua một chút mây mỏng, không gió thổi, đường nhựa nóng như than hồng. Hai anh em cố gượng đi, mồ hôi chảy ướt cả quần áo, thở dốc như trâu cày chưa. Em mỏi chân lắm rồi anh ạ. À. Chịu vậy Em cố gắng đi một đoạn nữa Đến cây đa kia ta sẽ nghỉ Thanh vừa nói vừa giơ tay chỉ về phía trước Nhưng chân em sát bỏng lên cả rồi Liệu có thể đi được nữa không? Nếu đi xa thì chắc khó lắm Hay là em mang cả gói vào vai Rồi bá cổ anh cõng cho đỡ mệt Như thế anh nhọc lắm Không, anh còn khỏe chán Để em đi thêm một đoạn nữa rồi sẽ hay từ đó Lam không hề than vãn gì với anh nữa Vì cậu không muốn vì mình mà anh nhọc thêm Muốn cho Thanh quên câu chuyện cõng mình Lam nói sang chuyện khác Thế là hai anh em lại tay cầm tay Hàng hái dạo bước tới cây đa Đặt gói vào gốc cây Nghỉ ngơi một hồi Hai anh em mở cơm ra ăn Nhờ có bóng cây im mát Lam tựa lưng vào gốc cây đa Đánh một giấc ngon lành Thanh không dám ngủ Cậu phải đi đi lại lại như người lính gác vậy vào khoảng 23 giờ Nắng càng gay gắt hơn Thành thức em dậy Định để lên đường Nhưng làm thấy đau ê cả chân Mà đầu thì nóng rực Anh em lộ vẻ lo ngại trên khuôn mặt Làm không thể ngồi được vì chóng mặt Cậu lại nằm quay ra bãi cỏ Thành càng thêm lo Bây giờ cậu có cái trách nhiệm bảo toàn cho em Cậu là cha mẹ Thế là cuộc đi bộ để ngắm xem phong cảnh Chỉ là trong ảo mộng Bây giờ phải làm sao cho Lam khỏi sốt lả hơn sau có người đi qua cho biết là gần đó chừng hơn 10 cây số có nhà ở ga thanh liền nghĩ đến việc đáp tàu đi vinh nhưng dù sao cậu cũng phải chạy chữa cho em đã không thể ngồi đây mà nhìn thanh phải đưa em vào làng kia xin trọ cậu phải cõng em mà đi tới chỗ nào xin nghỉ họ cũng không cho có nhà còn xua đuổi nữa và đau đớn hơn là bóng chiều như thúc giục mà sau lưng lam vẫn mê man nóng như hòn than thanh không chán nản mãi gần cuối làng mới có người cho trọ nhà này cũng nghèo xác nghèo sơ bấy giờ thanh mới biết ở đời chỉ có những người cùng cảnh ngộ mới biết thương nhau giúp đỡ nhau may nhờ có sự săn sóc chu đáo của thanh nên vào khoảng nửa đêm thì lam trở lại mát bà thấy trong người đã dễ chịu thanh mới không lo nữa ông bà chủ đêm ấy cũng kém ngủ thỉnh thoảng lại hỏi thanh sao uống nước hương nhu vào có ra mồ hôi không cảm ơn ông bà mồ hôi ra nhiều lắm Thế thì tốt lắm Lấy áo lau cho em Dạ cháu lau rồi Chốc sau lại hỏi Đã thấy mát chưa Cảm ơn ông bà Em cháu đã đỡ được nhiều rồi ạ à. Thật chúng cháu không biết lấy gì báo đáp cho phải Các em đừng nói thế Bây giờ chúng tôi giúp các em Thì mai sau con cháu chúng tôi sẽ được người ta giúp Và lại trời thì đã chiều rồi Mà hai anh em chưa tìm được chỗ trọ Nên suy bụng ta ra bụng người Chúng tôi giúp các em một tí thôi Có gì mà bảo ân Huệ Chương 4 Lòng người Tàu đi Vinh 8 giờ mới chạy Nhưng hai anh em Thành làm không thể nào ngồi yên Lam thỏa thẻ với anh Ta đi thôi chứ Ông bà ấy bảo còn sớm kia mà Độ em còn đi học Và khoảng này là gần 8 giờ rồi Tuy Lam nói thế Chứ trời vừa mới sáng Có lẽ cậu lo quá náy quá mà nhìn ra trời sáng Nếu thế thì chúng ta xin phép ông bà chủ mà đi Làm lại hỏi nhỏ Thanh Ta có nên trả tiền cơm cho ông bà ấy không? Anh cũng còn nghĩ mãi Người ta cũng nghèo Mình phải trả mới đúng Trả thì đã đành rồi Nhưng trả bằng cách nào Nếu đưa tay thì không biết họ có chịu nhận cho không À em đã có cách Cách gì Anh định trả bao nhiêu Độ vài đồng thôi Được anh cứ lấy hai đồng bà gói lại Ngoài đề là xin biếu ông bà Rồi ta bỏ xuống di chiếu Sao họ sẽ thấy Khi đó ta đã đi xa rồi Thì cũng chỉ còn cách ấy Ông bà chủ thấy Thanh và Lam Cứ muốn ra đi thực sớm thì khuyên mãi Các em vội gì Còn sớm chán Ra ngoài ấy chả có chỗ ngồi tử tế đâu Nhưng chúng cháu sợ nhỡ tàu thì nguy Làm gì mà nhỡ Tuy nhiên Thanh và Lam vẫn sốt ruột Còn điều này đáng phân vân hơn là chưa bao giờ đi tàu, không biết mua vé chỗ nào, lên xuống ra sao. Sau khi cảm tạ ông bà chủ rồi, hai anh em mang gói lên vai, tay cầm tay đi thẳng một mạch ra ga. Đi được chừng ngoài vài cây số, hễ gặp ai, Thành cũng chỉ nhắc đi nhắc lại có một câu hỏi. "Thưa ông thưa bà đã gần đến ga chưa?" Chân bước tim đập, thật chưa lúc nào họ thấy hồi hộp như thế. Đây là một ga xếp, khách qua lại ít, nên khi đến nơi chưa thấy ai. Cửa nhà ga vẫn chưa mở Thì ra Thanh và Lam đi sớm quá Hai anh em ngồi xuống vỉa hè Ngắm trông những tia sáng vàng Từ phía đông dần dần tỏa lên cây cối Hãy còn đượm sương Một lát sau mấy người cũng vừa tới Cùng lúc đó hai cánh cửa nhà ga mở toang ra Thanh đứng dậy Rồi theo dõi mấy người kia xem họ làm gì Thấy anh chưa mua vé Lam dục Sao anh chưa mua vé đi Ấy để anh xem những người này làm sao đã Chúng mình chưa đi tàu quen mà Thanh cầm mấy đồng bạc trong tay Chặt như đánh đóng Cậu chú ý đến một người bận tây Mà cậu tin là thạo hơn Thấy người này đi ra thì theo ra Đi vào thì theo vào Bỗng người này giơ tay xem đồng hồ Rồi xăm xăm đi tới chỗ bán vé Đây chỉ là một cái cửa sổ nhỏ Làm trên bức tường ngăn phía bán vé ngồi Và phía hành khách đứng Thanh chạy ngay lại đứng một bên Thầy ông ta đưa ra ba đồng Và nói một cách hứng hờ Bán cho cái vé đi Vinh Các bạn hãy tưởng tượng xem Lúc ấy Thanh sung sướng mừng rỡ đến giường nào Mặt cậu nóng hồng lên Thấy nhẹ nhàng như bay trong gió Cậu đếm 6 đồng Hai tay cung kính đưa cho người bán vé Giọng nói run run vì cảm động Thưa ông bán cho con hai cái đi Vinh 6 đồng cả thầy Dạ đủ cả đây Người kia lấy tiền Rồi giơ tay lấy hai cái vé Đưa vào máy kìm tí tách hai lần Thế là từ đó Thành gọi hai cái vé vào thân áo Và giữ chặt mãi cho đến Vinh Lần đầu tiên đi tàu hòa Thanh và Lam lấy làm thú quá Hai anh em tay cầm tay đứng nhìn qua cửa sổ Ồ đẹp mát quá Xa xa dậy núi xanh um chạy giật lùi Những cánh đồng rộng mênh mông bát ngát Chỉ còn dạ vàng rải rác Trông như một bức họa đồ tuyệt mỹ Con tàu vẫn sùng sục chạy Như cố nuốt con đường sắt dài ràng rạc Bỏ lại hàng bao lan khói đen dài Cuồn cuộn bay theo chiều gió tới vinh thanh và lam tìm đến một hàng cơm bên đường phố ngồi ăn uống rồi mới hỏi thăm đến tòa sứ tìm người bạn thân của cha mà tính bệnh của hai anh em đều đặt vào ông ta cả dù no đủ ấm hay đói rét đều do một lời nói của ông ta hai anh em tìm đến chỗ vắng vẻ lấy bộ quần áo tang ra thay chỉnh tề khi tới tòa sứ thì vừa lúc các quan phán ra về thanh và lam lễ phép và khép nép đứng về một bên đường Chắp tay thưa với một người cũng trong tòa sứ đi ra Bận tây Dây nện cồm cộp Mà Thanh chắc là một quan phán Bẩm quan lớn Quan phán thao đã ra chưa ạ à? Ông quan lớn không thèm trả lời Vừa đi vừa chỉ một người mặc tây To lớn, bụng vị ra Trông không khác chi chú triệt Đeo một kỉnh gọng vàng Đường đường nói chuyện với một ông tây dưới bóng cây phi lao Mua tay múa chân như muốn vồ lấy nhau Chờ khi quan phán thao hết nói chuyện thành mới dám khum núm thưa bẩm quan lớn cái gì chúng cháu là con ông chủ tân ở nam à các cậu mới vào cụ nhà ông chợt nhìn thấy hai anh em thanh và lam mặc tang phục thì tỏ vẻ sửng sốt sao cụ nhà đã thành dầu dĩ trả lời Dạ bẩm quan lớn thầy chúng cháu mất từ năm ngoái chà tội nghiệp thế các cậu vào đây làm gì bẩm khi thầy chúng cháu sắp từ trần, có dặn chúng cháu vào đây để nhờ quan lớn sinh phúc. ông phán thao liền ngắt lời. vâng, tôi cũng muốn giúp các cậu, nhưng bây giờ kinh tế khó khăn quá. các cậu có biết rằng hiện nay các nhà máy đều bớt thở, nhiều hiệu buôn phải đóng cửa vì hàng hóa không chạy. thôi, các cậu đành lòng vậy. chờ khi nào có dịp tốt, tôi sẽ giới thiệu cho. tôi đừng có việc cần phải đi. thế là quan phán thao bước vội ra, gọi xe đi thẳng. Mặc cho hai anh em thanh Lam bơ vơ Giữa chôn đất khách quê người xa lạ Chương 5 Trời không phụ Thanh và Lam dắt tay nhau bước ra khỏi cổng tòa xứ Với bao nỗi thất vọng não nùng Tất cả những điều ước mong và tưởng tượng của họ trước kia Chỉ là một đám bò giữa dòng sông tan ra dưới sức tàn của sóng gió Lam buồn, Thanh lo ngại Bây giờ ở đây, hai bàn tay trắng Từ cô vô thân Thanh biết làm sao Cậu có thể nhịn đói uống nước lã trừ cơm Nhưng cậu không thể nhận tâm ngồi nhìn em đau khổ được Thành suy đi tính lại Biết bao ý nghĩ quay cuồng trong óc Cậu đi thất thều như người mất hồn Và cũng không biết sẽ đi đâu Sẽ dắt em vào con đường nào Bây giờ ta làm gì hả à anh Câu hỏi của Lam làm cho Thanh như sực tỉnh cơn mê Đem tinh thần lại với sự thực hiện tại Anh còn nghĩ mà chưa ra cách nào Thôi ta đành ở lại đây ít lâu đã chót vào đây không lẽ lại về Em đừng ngại em cứ tin ở anh Em sẽ được đầy đủ ăn học Thiếu gì anh sẽ mua cho Anh sẽ hy sinh hết thầy Nguồn sống của anh lúc này chỉ là em Có em bên lòng Anh sẽ quên hết mọi điều vất vả Như thế thì lẽ nào em để anh chịu khó nhọc một mình Không Em đừng nghĩ thế Anh làm việc cốt để nuôi em Thì dù có dùng hết sức khỏe Anh cũng vui lòng Vì cái sướng mà anh hằng ao ước Chỉ là cái sướng trong mình phần thưởng xứng đáng nhất chỉ có phần thưởng của lương tâm mà thôi. Nếu anh làm tròn bổn phận, thế là anh sung sướng rồi. đã có lương tâm anh ban thưởng cho anh rồi. em muốn đền công anh thì chỉ nên chăm chỉ học hành là đủ. em xin thể với anh rằng em sẽ vâng theo nhời dạy của anh. thành âu yếm nhìn em với tất cả lòng thương yêu như người mẹ nhìn con. còn lam được ở gần anh, cậu thấy như đứng bên bức tường kiên cố. đi được một quãng xa. Lam liền bàn với anh Nếu có thể được Thì anh hỏi thăm tìm cho em một chỗ nào Con họ mới học để em ở dạy Mình còn học thấp thì phụ cho họ ít nhiều Thành biết câu nói này Là cả lòng thương anh của Lam Thu ra Cậu cảm động quá đến chảy nước mắt Anh cũng biết làm như vậy Thì bớt lo cho anh Nhưng nhất định em phải ở bên mình anh Em là nguồn sống của anh Ngọn rau hạt muối ta cùng nhau san sẻ Nói là nói vậy Chứ cũng chưa đến nỗi thế làm đi bên cạnh anh chú ý nghe Thành tiếp Anh có lạ gì cái cảnh ngồi nơi của học trò Mình tùy họ như con dâu tùy mẹ chồng Thậm chí phải tùy cả con họ nữa Mấy ai biết thương đến mình Họ chỉ nghĩ tới bát cơm họ nuôi mình Thấy mình dễ dãi Họ còn sai bảo việc khác Mình ở là cốt học Chứ phải để làm công đâu Thành chép miệng thở dài Nhất là con họ mới phóng học Mình mất không biết bao là thì giờ vì khi dạy chúng mình phải nói trước phải nhắc chúng nó luôn Vì rời ra một phút là chúng nó chơi ngay Mà chúng chơi thì cha mẹ lại không bằng lòng Rồi tiếng bấc tiếng chỉ như cào gan xé ruột Chịu sao nổi Khi tập cho chúng nó viết Mình phải bày từng nét Nhiều khi còn phải cầm tay cho chúng nó nữa Như vậy chẳng khác gì mình học lại lớp 5 Không, không Anh không thể đăng tâm để cho em chịu khổ được Anh phải nuôi em ăn học Anh phải làm tròn lời hứa với cha lúc vĩnh biệt Trong lúc vô tình Hai anh em đi tới trước một hiệu buôn Tây Thấy trên tường phía trước cửa Có một tờ giấy mới dán Cần một người biết tiếng Pháp để bán hàng Thanh lập tức vào hỏi Liền được ông chủ nhận cho làm Mỗi tháng trả hơn hai chục Và hứa nếu làm việc chăm chỉ sẽ thêm cho dần dần Thanh và Lam vô cùng mừng rỡ Tay cầm tay bước ra Tràn ngập những sung sướng Thế là từ đây Thanh đã khoan được một phần lo lắng Vì vấn đề cơm gạo như thế là đã giải quyết được Xong còn ăn ngủ thì thế nào Thành lại phải tìm vào các vùng ngoại ô Hỏi thuê một gian nhà Hai anh em đi khắp nơi mà chưa được Vì giá quá cao Mãi đến gần tối mới hỏi thuê được một gian nhà lụp sụp Ở chung với chủ phía làng vang Thành ở tạm đó để chờ khi nào được tăng lương tìm thuê chỗ khác chương 6 Anh cùng em Trong túi hãy còn có tiền Thanh liền bàn với em nên mua gì Làm nghĩ một chốc rồi thưa Ta phải dành tiền ăn trong tháng này để chờ lương vậy anh chỉ nên mua một chiếc giường vừa hai người nằm chiếu vào mấy thứ đồ dùng lạt vạt rồi sau có tiền ta sẽ sắm dần thế em ngồi học ở đâu đâu mà trả được nay còn nghỉ hè em sẽ dùng thì giờ làm giúp anh ấy chết em phải học chứ thì em vẫn học vậy phải mua một chiếc bàn mua nhiều sợ hết mất tiền nhưng cũng phải cho tạm đủ chứ em chỉ sợ anh lo nhiều quá thanh cảm động nhìn em còn lam thì rất sung sướng được người anh như thanh người anh chỉ biết có thương em chỉ biết xây đắp hạnh phúc cho em mà thôi vì phải dọn dẹp xếp đặt thanh mất công một ngày bắt đầu từ hôm sau thanh để em ở nhà ra hiệu nhận việc em ở nhà lo chăm xem sách làm tính nhé đừng nghĩ gì đến những việc khác thế không thổi cơ mà để khi nào anh về anh thổi lấy sao anh không cho em làm chả lẽ anh làm việc ở hiệu nhọc mệt rồi khi về nhà lại còn cảm cụi như thế Em đành lòng sao được Không hề gì Em cứ nghe anh Thành đi rồi Lam ở nhà đem sách ra đọc Lấy tính ra làm Ngoại giả không còn bận tâm gì nữa Làm cố học cho thông cho giỏi Để vui lòng anh Để báo đáp công ơn anh Đồng hồ ở nhà thờ cầu rầm Điểm 11 tiếng thong thả và đều đặn Làm chàng đứng dậy Mặc dầu anh đã sẵn Cậu vẫn không chịu để anh phải đầu tắt mặt tối Cậu đi nhóm lửa Lấy gạo Bác nồi nấu cơm Trước kia ở nhà quê Cậu cũng đã nấu nhiều lần trong lúc thanh bận việc Và lại cũng chẳng phải có đồ xào đồ rán gì Vì vậy mà đối với một cậu học trò 11 tuổi đầu Sự nấu ăn tạm gọi là chu đáo ấy không có gì lạ Nấu cơm xong Làm quét dọn bếp núc Tuy nấu chung với chủ Thanh vẫn chưa về Thong thả Làm sách thùng ra giếng múc ít nước mang về Cậu thấy làm như thế hay hay thú lạ khi Thanh về đến nhà thì đồng hồ lại điểm 12 tiếng Cậu vội vàng chạy vào đong gạo Lam nhìn anh mỉm cười Không nói năng gì cả Thanh tìm nồi Thì cậu hết sức ngạc nhiên Vừa giơ cái vung Đã ngửi thấy mùi cơm phương phức Thì ra cơm Lam đã nấu rồi Thanh quay lại nhìn em im lặng Anh bảo em thế Nhưng anh về trưa rồi lại vào nấu ăn thì mệt anh quá Thanh không biết nói sao Mắt như đượm lề Ăn uống xong làm lấy bài ra để anh chấm. Thành rất bằng lòng vì bài vở em làm sạch sẽ và cẩn thận. Đối với một người học trò tốt, làm bài sạch sẽ tức là biết tự trọng mình, và tỏ ra là có lễ phép đối với người chấm thường là thầy giáo. Tuy rằng cũng có chỗ Lam làm sai hoặc diễn tả không được rõ, nhưng Thành không hề của mắng. Bao giờ cậu cũng lấy lời dịu dàng chỉ bảo cho em, mà Lam thì hết sức chăm chú nghe, chỗ nào chưa hiểu rõ thì hỏi anh. Trường 7 3 năm sau Sau một năm làm việc cho hiệu buôn Thành đã được chủ tin yêu Và lương tháng được thêm gần bốn chục Cậu tìm thuê một căn nhà gác ở ngoài phố Sẵn có đèn điện cho em học Với bốn chục bạc Thành biết rằng ăn tiêu tần tiện mới đủ Vì hồi này miếng ăn đắt đỏ Ngoài ra còn phải mua sách mua giấy cho Lam May quần áo nữa Vì vậy mà cậu phải len lỏi Xin làm đêm cho một khách lâu Từ 7 giờ tối đến 9 giờ Mỗi tháng còn lĩnh thêm được gần vài chục Ấy là nhờ lòng thương không bờ bến của Thanh Mà Lam được mọi điều đầy đủ Làm quyết làm sao cho giật được mảnh bằng pháp Việt Rồi nhất định Lam sẽ đi tìm việc làm để giúp anh Nếu không cậu sẽ học về đường thương mại Để ra làm thư ký cho các hiệu buôn lớn Như thế chắc được nhiều lương Phải chăng là vì nghèo quá Đã trải bao năm bầu bạn với rừng trai chiếu lát Mà Lam chỉ nuôi trong óc cái ý định làm tiền Thương thay Ngày tháng qua Lam học lên lớp nhất Kỳ thi đã đến Lam đi thì đậu liền Cậu mang tin mừng về cho anh Hai anh em vui mừng khôn xiết Thành muốn thưởng cái công ngày đêm đèn sách cho Lam Nên bảo em ra phố may chiếc áo lương Anh có may không? Anh đi làm mặc áo dài không tiện Vậy anh may bộ short chứ? Không Anh còn hai bộ đủ thay đổi Anh phải may Nếu anh không may thì em cũng thôi vậy cái gì anh cũng chỉ nghĩ đến em Mà chẳng để ý gì đến anh thì em không nỡ Bật đặc dĩ Thanh phải tùy ý em Trong khi hai anh em tay cầm tay dắt nhau ra hiểu may Làm thỏa thẻ với anh Ngập ngừng e lệ như đứa con thú tội với mẹ Ờ ừ, nhà máy sima có dùng thợ trẻ con anh nhỉ Nhưng ít nhất cũng phải có bằng sư học pháp Việt Họ mới nhận cho vào Như em bây giờ anh nhỉ Ờ ừ, Đi một đoạn Làm mới dám nói tiếp anh ạ à, em muốn xin vào đó làm ấy em làm sao được công việc nặng nề lắm mà em còn phải học đã em đừng thấy anh khó nhọc vất vả mà phiền cứ vui vẻ hăng ái mà học chúng ta phải làm theo lời dặn của cha lúc lâm chung mới được nghỉ một lát thanh nói tiếp hiện giờ nhờ trời phật phù hộ anh được mạnh khỏe làm ăn thì anh lo cho em lẽ phải là như thế giả sử em nhờ vào người ngoài thì em mới không đành lòng Chứ đây là anh Anh chỉ biết có em Em là nguồn sống của anh Em học được Hóa công đã phú cho em khối óc thông minh Em phải rèn luyện thêm Phải tô điểm thêm Để mai sau giúp ích cho đời cho kẻ khác Anh thương em quá Bổn phận anh là phải thế Lời di chúc của cha còn vang vẳng bên tai anh Nhưng bản thân em là muốn nghĩ đến Việc xây dựng lại gia đình Em biết nghĩ thế là tốt lắm Nhưng công việc xây dựng anh vẫn tiến hành và như thế là em vẫn đương xây đáp mà em không biết đó thôi Em phải lo học đã Học cho hiểu biết nghĩa lý Học để trở nên người hữu dụng Giàu mà mít đặc cán mai Ai nói gì không hiểu Thì giàu mà làm gì Sang với xó bếp thì sang mà làm gì Và em nên biết rằng Anh hy sinh tất cả cho em Là anh rất hài lòng Vì anh đã làm được lời dặn của cha khi nhắm mắt Cha rất ái ngại về tương lai em Cha sợ em phải thất học Làm cảm động ôm lấy anh Thôi em hiểu rồi Em hiểu cả Em biết lòng anh thương em đến bực nào Em xin vâng lời anh Một chiếc xe ô tô chạy qua Hai anh em phải đi sát vào tường phố để tránh bụi